Dạ vâng, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Loa Phương Nam Sài Gòn Thế Giới Âm Thanh. Thì hiện tại mấy anh em bên Phương Nam Sài Gòn đang có mặt ở Cà Mau để bàn giao dàn loa điện cho bác trai. Và ngày hôm qua thì bác chẳng ngại đường xá xa xôi từ Cà Mau lên đến cửa hàng của bên Phương Nam Sài Gòn thì là cũng 300 mấy cây số tìm đến cửa hàng của bên Phương Nam Sài Gòn và test qua chất âm nửa bài karaoke là bác đã chốt ngay và luôn dàn loa này. Và đi cùng với bác thì có con của bác là một người, thì anh trai cũng là làm bên âm thanh, anh quản lý phòng karaoke cũng như là quản lý nhà hàng mọi người. Cho nên là về chất âm thì là chỉ cần nghe nhạc cũng như là hát test karaoke là người làm âm thanh là sẽ hiểu dàn loa hay hay không. Bác cũng chia sẻ với bên Phương Nam Sài Gòn là bác đã theo dõi bên Phương Nam Sài Gòn cũng được 2-3 năm rồi, theo dõi rất là kỹ những video của bên Phương Nam Sài Gòn. Bác có chia sẻ với bên Phương Nam Sài Gòn là từ dưới Cà Mau đi lên Phương Nam Sài Gòn thì rất là nhiều cửa hàng đại lý lắp ráp loa nhưng mà chất âm bác chưa hài lòng và bác đã tìm đến Phương Nam Sài Gòn. Và bác vừa hát người bạn karaoke là bác đã hài lòng và đã chốt ngay và luôn dàn loa này. Và bác thì chuyên hát ca cổ cũng như là đơn ca tài tử và với dàn loa này tại số trăm số một thì cái này nhiều lắm, là tại giờ ông ơi cho anh á. Dạ dạ. Thấy tôi qua Phương Nam là tôi qua 2 năm nay, tôi qua quảng cáo 2 năm nay rồi. Dạ dạ dạ. Là tôi thấy là chị nó tới nhà rồi, thấy chị Kiên Giang, Sóc Trăng gì đủ cho người có hết rồi, tôi thấy lên đây tôi nói rồi, con mới là còn cái dàn này. Cái dàn này là 36. Dàn này 36 và này thì là bán số. Dàn này là không có hơn. Cái này bán số. Mắc hơn hả? Dạ vâng, vâng số thì nó tự động hơn, nó mình không cần căn chỉnh dữ đâu. Bên con căn chỉnh sẽ rút lưu lại trên máy tính là chú hát, nếu như mà hát bolero thì chỉnh qua bolero, hát nhạc sóng hay nhạc trẻ thì nhạc sóng nhạc trẻ, còn nhạc ca cổ thì căn chỉnh cái cổ riêng. Thì cái đó mình cài khỏi chỉnh riêng, rồi cài nhạc chỉnh riêng. Dạ đúng rồi. Không có phải cái dàn riêng, phải cái dàn hả? Dạ, có cái mixer đây ạ. Này có nói mixer hơn, nếu mà 3 độ thì là 1.8. Tổng theo cái mixer là 37.800. Có chính xác chưa, nói là chính xác. Dạ, chính xác. Chính xác chỗ nào? Xác chát em luôn nha. Dạ, xác chát. Tại vì được á, em mua. Thêm 2 ly nên là 4 ly chị. Thêm 2 ly nữa. Tôi bảo chú là ai dưới, có nhiều người mua nữa đó. Đúng rồi, giống em bán một dàn. Bác ở hồi này dưới Bình Dương đó. Cái dàn này giới thiệu đó. Chị có biết cái xứ Tà Mau là cái xứ anh chơi. Dưới anh chơi mà nó chơi dữ lắm mà. Nhà nào có cái đồng con kéo này cho nè. Là nhỏ vậy đó. Tôi nhà hai cái đồng nhỏ đó. Mà bây giờ tôi phải đi mua cái này đó. Ông này mua cái này về rồi bây giờ tôi mua dưới này là tôi lên về tôi thành lập cái câu bộ cái ca đàn ca tài tử. Yeah. Phải có là 3 đàn. Yeah, 3 đàn. Đó, cái đây tôi cho ở dưới lên đây. Mà bây giờ không mua mà Cà Mau tôi muốn biết là đa dạng. Mà tôi khoái chỗ này là bạn gấu tôi thấy khoái thôi. Là 37.800 đó, là giá của bán ship từ nhà đặt luôn. Ai mua trăng người đem đi lên. Người định bán bao nhiêu một anh trăng. Và ta mê đến bờ đường đến thao băng nghe
chuyên hát ca cổ cũng như là đơn ca tài tử, và với dàn loa này thì bác cần kết nối thêm nhạc cụ như là đàn organ, đàn guitar, và để hát đơn ca tài tử thì bác cần thêm một cái bàn mixer nữa để mà kết nối nhiều nhạc cụ. Thì bác đã yêu cầu cho bên Phương Nam Sài Gòn là trực tiếp bàn giao. Còn những dàn loa này anh chị ở xa như là các tỉnh miền Tây như bác này, Cà Mau này, hoặc là những tỉnh miền Tây xa hoặc miền Trung, miền Bắc xa, thì bên Phương Nam Sài Gòn là thường gửi qua dịch vụ vận chuyển. Với dàn loa này thì là tích hợp vang số, cho nên là lúc mà anh chị nhận loa là chỉ cần kết nối với TV, laptop, máy tính bảng hoặc là điện thoại, anh chị hát karaoke rất là dễ dàng. Dàn loa này thì được bên em setup cũng như là căn chỉnh và lưu lại nhiều chương trình để anh chị chúng ta sử dụng rất là dễ dàng nha mọi người. Thuyền tần quay về bên sông mong người em xuống mấy câu hò, ai buông tâm tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương, đang buồn cũng đều quán thương bên cầu tre lắm nỡ năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi anh trở về quê hương, anh trở lâu rồi về miền Tây. Những đêm lòng mẹ tái thế
Hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.